thú vị, chú chó được tìm thấy vào hồi tháng 5 vừa qua trong tình trạng thân thể phủ kín nhựa đường. Được biết, người đầu tiên phát hiện ra nó là hai chàng trai trẻ trong lúc đi dạo phố. Họ đã bắt gặp nó khổ sở bò lên từ một cái hố. Ngay sau đó, hai chàng trai đã gọi điện một trung tâm bảo vệ động vật tại thị trấn để cứu sống chú chó hoang đáng thương. Vì nhựa đường bám rất chắc nên các nhân viên của trung tâm bảo vệ động vật phải sử dụng tới 5 lít dầu mới có thể tẩy được lớp nhựa đen trên lông của chú chó. Cuối cùng, sau 5 tiếng đồng hồ tắm rửa, nó cũng trở nên sạch sẽ. Anh Miriam Otolado, nhân viên của trung tâm bảo vệ tại Montecigolo cho biết, lớp nhựa đường phủ kín khắp cơ thể của chú chó. Vì vậy, anh cho rằng nó đã bị ai đó ném vào hố nhựa đường, chứ không phải vô tình ngã vào. Sau khi gia nhập trung tâm, chú chó đã được đặt tên là Dầu, theo tên thứ dung dịch đã được sử dụng để cứu sống nó.